Vâng, xin kính chào cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú chị vẫn là cái căn phòng quen thuộc nơi mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố cảng Yokohama. Đấy, thì trước mắt cô chú các bạn rất là nhiều đồng hồ, rất là nhiều dòng đồng hồ cực phẩm từ cao cấp đến trung cấp. Đấy, tất cả những chiếc đồng hồ này thì hôm nay sẽ được đóng gói về Hải Phòng cho một cái bác người Hải Phòng, bác ấy lấy tất cả những chiếc đồng hồ này. Hôm nay về được một lô đồng hồ cực kỳ đẹp và chất lượng thì bác ấy biết được thông tin như vậy là bác lấy luôn. Chụp ảnh qua cho bác ấy là bác ấy lấy luôn. Thì bây giờ trước khi đóng gói thì mình quay sơ qua cho anh chị em xem nhé. Những cực phẩm đề bàn trưng bày cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì đây là những mẫu đồng hồ chạy pin có cả cơ nữa nhé. Nhưng mà những chiếc này là bác ở Hải Phòng bác lấy hết rồi. Thì bây giờ trước khi đóng gói thì mình quay qua cho anh chị em xem những cực phẩm mà đang được săn tìm tại các trung tâm thương mại của Nhật Bản. Đấy, anh chị em đã biết thì hàng ngày hàng tuần mình vẫn lang thang tại các trung tâm thương mại đồ cũ tại Nhật Bản thì săn tìm hàng bán cho các bãi. Bên cạnh đó có rất nhiều các món đồ độc lạ đẹp, có cả những con khôi hộp xốp chưa qua sử dụng. Đấy, thì đây là những chiếc đồng hồ mới đến 95, 97, 99%, có những con thì còn nguyên hộp. Đấy, thì bác người phòng bác lấy tất cả chiếc này, khoảng 20 chiếc. Đấy, thì những anh em đam mê thì đa số là đam mê thì nguồn đam mê là không có giới hạn anh chị em. Đấy, thì trước khi đóng gói thì mình quay sơ qua cho anh chị em xem những cực phẩm mà săn tìm tại các trung tâm thương mại đồ cũ của Nhật Bản. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Đấy, đây là hai con đồng hồ cơ. Và đây là một cực phẩm rất là độc và lạ. Con này cao to đẹp trai anh em. Hàng khủng, cũng chạy pin nhá. Con này cũng chạy pin. Đấy, giá những con này về thì 6 triệu, thì 5 triệu, thì 4 triệu, 7 triệu. Tùy theo con. Đấy, nhưng bác Hải Phòng bác ấy ôm tất cả lô này về để trưng bày. Đấy, thì bây giờ mình sẽ dẹp hết chỗ này đi nhá. Xong là mình quay cho anh chị em xem những cặp loa và những bộ karaoke và những chiếc bình gốm. Đây thì bây giờ mình sẽ đóng gói hết cả những chiếc đồng hồ này về để gửi về Hải Phòng cho một bác người Hải Phòng. Sau đó thì mình sẽ quay cho anh chị em xem cặp loa 301 Series 3 và những chiếc âm ly và những bộ bình gốm cực kỳ chất. Đấy, thì anh em lán lại trong giây lát, chờ mình trong giây lát nhé. Mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá cho anh em những sản phẩm độc lạ được săn tìm tại các trung tâm thương mại đồ cũ. Thì anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm nào thì chụp ảnh lại màn hình nhé. Sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú, anh chị và các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ quay cặp loa này. Loa 301 Series 3. Thì anh chị em chờ trong giây lát. Mình quay cận cảnh chi tiết. Sau đó mình báo giá về tận Việt Nam để cô chú và bạn cùng tiện tham khảo và lựa chọn. Đấy, thì bây giờ anh em chờ lát. Mình sẽ đóng hết chỗ đồng hồ này. Sau đó mình rảnh tay mình quay cho anh chị em xem. Đồng thời báo giá về tận Việt Nam cho anh chị em những sản phẩm độc lạ, đẹp, tuyển chọn tại các trung tâm thương mại đồ cũ tại Nhật Bản. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố cảng Yokohama, Nhật Bản. Cách mua hàng thì rất đơn giản thôi. Anh chị em chụp ảnh lại màn hình sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú, anh chị và các bạn. Thì anh chị em chờ trong giây lát. Đấy, thì vừa nãy mình sẽ đóng gói hết tất cả những dòng đồng hồ. Thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho anh chị em xem và báo giá về tận sân những bộ bình gốm và một bộ karaoke nghe nhạc. Chính là một cặp loa 301 Series 3 mà vừa nãy mình đã nói. Đây, 301 Series 3 và một chiếc âm ly, một cặp loa trợ lời. Đấy, đây là một bộ loa có thể phối ép vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Anh chị em về sắm thêm một vang và một mic nữa là anh em chiến đấy nhá. Dòng loa Bose 301 Series 3 tại thị trường Nhật thì vô cùng hiếm luôn. Một năm ở Nhật thì mình chỉ gặp được tầm 3 đến 4 cặp thôi. Anh chị em nào theo dõi trên các kênh video của mình thì đều biết rất là hiếm gặp những dòng 301 Series 3.
Đấy, thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cái bộ này báo giá về tận Việt Nam để cô chú bạn cùng tham khảo và lựa chọn. Đấy, thì trước mắt cô chú các bạn đây là một bộ nhá, gồm một cặp loa 301 series 3, một cặp loa trợ lời, một chiếc âm ly đàn ông. R 25 mã hay còn gọi là mắc đôi. Đây là một trong những dòng âm ly nghe nhạc và hát karaoke cực kỳ chất luôn. Chơi được tất cả các dòng loa Mỹ, loa châu Âu, loa bass 30, 40. Đấy, bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết, sau đó mình báo giá từng sản phẩm nhé. Sau đó anh em ghép bộ thì có thể chơi tất cả bộ này. Bộ này có nguyên một chú cũ đang chơi. Chiếc âm ly này về tận Việt Nam là 13 triệu từ Việt Nam, bao ship toàn quốc. Hàng, tất cả hàng là hàng đi máy bay hết anh chị em nhé. 15 đến 17 ngày anh chị em sẽ nhận được hàng. Đấy, mặt trước thì chưa có vết chảy xước nào, mặt sau thì quay cho anh chị em xem. Số series là 2275, công suất tiêu thụ điện là 250W, điện 100V. Sản xuất đương nhiên là sản xuất tại Nhật rồi. Dòng âm ly là có thể đánh một lúc là hai cặp loa, anh em có thể phối ghép tất cả các dòng loa và hát karaoke nghe nhạc cực kỳ chất luôn. Giá chiếc âm ly này về tận Việt Nam là 13 triệu tiền Việt Nam, bao ship toàn quốc. Đấy, thì anh em cứ cộng cả bộ này về nhé. Anh em nào thích chơi cả bộ thì dinh cả một bộ luôn, về vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Hoặc anh em nào thích mua lẻ thì mình vẫn bán, nhưng mà vẫn ưu tiên anh nào, anh chị em nào lấy cả bộ này về luôn thì nó tiện. Đấy, đây là một cặp loa bow trợ lời hay là còn gọi là loa tay. Loa này nhỏ nhưng mà có võ anh chị em nhé, công suất cực kỳ khủng luôn. Đấy, thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết phía trước phía sau, sau đó anh báo giá tiếp về tận Việt Nam để cô chú bạn tiện tham khảo và mua sắm. Đây là những chiếc loa vừa nghe nhạc trong phòng nhỏ hoặc là anh em có thể hát karaoke, loa trợ lời trong các dàn hát karaoke. Cặp loa này trong tình trạng đẹp xuất sắc. Đây mình mở phía trước phía sau để anh em cùng quan sát thật kỹ. Giá cặp loa này về tận Việt Nam là 4 triệu tiền Việt Nam, bao ship toàn quốc. Hàng nguyên zin anh chị em nhé, tất cả hàng đều tuyển chọn kỹ tại các trung tâm thương mại Nhật Bản. Nhật Bản bán hàng thì anh em biết rồi, quá nổi tiếng luôn, uy tín toàn cầu luôn. Tất cả những sản phẩm đều được test giật kỹ, sau đó thì đưa lên kệ bán hàng xài lướt. Đây là một model 101 LT. Con này nhỏ nhưng có võ anh chị em nhé. Công suất cực đại là 160W một thùng. 160W một quả, hai quả là 320W, nhỏ nhưng có võ. Con này sản xuất tại Mỹ, made in USA. Số series đuôi là 2177. Đấy, còn quả bên đây là 2176, số series liền kề anh chị em nhé. Đấy, cặp này về tận Việt Nam là 4 triệu. Âm ly thì 13 triệu. Anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm thì chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Đấy, hàng ngày hàng tuần mình vẫn về Việt Nam một xe tải hàng cơ, giao hàng miễn phí từ Móng Cái đến Cà Mau. Đấy, thì bây giờ mình quay cho anh chị em xem cặp loa nhé, 301 series 3. Con này thì nó không được đẹp lắm nhé, vỏ ngoài của nó không được đẹp, bởi vì chỗ cũ người ta đã treo rồi. Treo anh chị em thấy là người ta đã khoan lỗ này. Đấy, khoan 1, 2, 3, 4 lỗ. Nói chung là anh em nào cần tìm một cặp loa vỏ ngoài xuất sắc thì đây không phải là lựa chọn nhé. Đây chỉ là một cặp loa bị khoan rất nhiều lỗ. Tuy nhiên mình đảm bảo cho các bạn, anh chị là độ zin 100%, chưa mở máy. Đấy, 301 series 3, một trong dòng loa khan hiếm nhất trên thị trường Nhật Bản mà rất nhiều anh chị em Việt Nam dặn tìm. Đấy, con này sản xuất tại Mexico anh chị em nhé. Sản xuất tại Mexico. Công suất là 150W một thùng. Bên là dãy bên trái. Số series đuôi là 431 vế bên trái. Mình cố gắng là quay chi tiết cận cảnh những cái chỗ sâu nhất để anh em nhận hàng.
Đó, đây là dãy phái này, dãy phái đuôi seri cũng 431, cặp này là trùng seri anh chị em nhé, cặp trùng seri dãy phái sản xuất tại Mexico. Đó, chiếc này cũng bị khoan 1, 2, 3, 4 lỗ đằng sau và 4 lỗ trên đỉnh. Đây cũng khoan lỗ này. Nói chung là cái vỏ ngoài của nó thì không được hoàn hảo lắm. Vỏ ngoài, anh em chị em nào quan tâm đến vỏ ngoài thì đây không phải là lựa chọn nhé. Anh chị em nào quan tâm đến chất lượng bên trong thì đây là một cặp loa rất đáng để chơi và hàng vô cùng khan hiếm tại thị trường Nhật Bản. Anh chị em ở Việt Nam hay mua về hàng long lanh lấp lánh, tuy nhiên hàng độ, hàng dựng ấy, chung là làm cái vỏ này không đáng bao nhiêu tiền anh chị em. Độ lên, dựng lên, quan trọng nhất là nội dung bên trong thôi. Đấy, bây giờ mình quay cho anh chị em xem, sau đó mình báo giá về tận Việt Nam cho cô chú như bạn. Một cặp loa còn nguyên chất, nguyên zin, chưa mở máy. Đây, anh chị em xem nhé. Hàng còn nguyên zin, rất là xịn sò luôn. Bát còn nguyên, tròn vành, rõ chữ. Tất cả ốc vít là chưa chạm anh chị em nhé. Cặp này về tận Việt Nam 14.500.000 đồng, bao ship toàn quốc. Anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Anh chị em lấy nào lấy cả bộ nhé, thì cộng vào 14.500.000 cộng 4 triệu cộng 13 triệu. Dây rắc đầy đủ, anh chị em về chỉ việc ghim điện 100 hoặc 110 là xài thôi. Đấy, đây quay tiếp cho cô chú các bạn cận cảnh luôn. Đấy anh em xem, đường gân keo tròn vành rõ chữ, bát rốn, gân, chép, tất cả là cực kỳ chất luôn. Mẫu vỏ ngoài nó hơi xấu chút thôi. Con này mà vỏ ngoài đẹp lên đến 16-17 triệu luôn anh chị em. Đấy, tại Nhật ấy. Giá này 14.500.000. Anh chị em quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị và các bạn. Bộ này anh em có thể nghe nhạc và hát karaoke cực kỳ chất trong gia đình luôn. Anh em hát như một phòng hát chuyên nghiệp, gồm dây rắc đầy đủ. Anh em về sắm một quả vang nhé, một quả vang và một quả mic nữa là xong. Đấy, gồm một loa này, bộ này, loa này, loa trợ lời này và một âm ly rất dễ phối ghép, nghe hay, hát hay. Đấy là vừa lấy một bộ karaoke, mình quay hơi chi tiết và quay hơi lâu một chút nhé, để anh chị em đỡ về hỏi chụp ảnh nữa. Đấy thì mình cố gắng là mình quay chậm chi tiết. Anh chị em nào quan tâm đến bộ này thì chụp ảnh lại màn hình nhé, sau đó gửi qua số Zalo. Cách mua hàng rất là đơn giản thôi, anh chị em chuyển khoản tại Việt Nam, sau đó mình gửi hàng máy bay về, 15 đến 17 ngày anh chị em sẽ nhận được hàng. Đấy, kế tiếp và liên tục chương trình hôm nay thì tiếp tục giới thiệu cho cô chú bạn những mẫu bộ bình gốm sứ độc lạ đẹp và hàng săn tìm tại các trung tâm thương mại đồ cũ. Đấy, trước mắt của chúng các bạn đây là một bộ 3 bình gốm rất là độc lạ và hoa văn họa tiết rất là đơn giản. Cao khoảng 26 cm, cao 26 cm. Đây là một bộ 3, bán cả 3 nhé, bán cả 3, bán cả bộ chứ không bán lẻ. Bộ này về tận Việt Nam là 6 triệu tiền Việt Nam, bao ship toàn quốc. Gốm Nhật Bản thì anh em đã thấy là quá nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Riêng gốm Nhật Bản thì anh em càng nhìn càng thấy đẹp. Những cái mẫu này càng nhìn càng thấy đẹp luôn. Chơi được rất lâu, bền bỉ với thời gian, anh em chơi không bao giờ biết chán luôn. Đấy, vì vậy anh em nghiên cứu chỗ trưng bày trong gia đình nhà mình nhé. Bộ này về tận Việt Nam 6 triệu, bao ship toàn quốc, bao vỡ toàn cầu. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm thì cứ chụp ảnh nhé, chụp ảnh lại màn hình cho nó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình của chú chị của bạn. Hàng tuần thì mình về Việt Nam cả một xe tải hàng gồm rất nhiều đồng hồ, loa bình gốm sứ, loa Bluetooth, nồi cơm điện. Đấy, anh em thấy những hoa văn họa tiết càng đơn giản thì lại càng thấy đẹp. Đấy, bộ ba này có một bác người Nhật chơi, mang đến tiệm bán thì mình mua luôn về để quay cho cô chú các bạn. Bữa trước cũng bán một bộ y chang như này luôn, nay về tiếp được một bộ 6 triệu thì Việt Nam, bao ship toàn quốc. Đấy, đây là một bộ ba, chỉ bán cả bộ nhé, không bán lẻ anh chị em nhé. Sáu triệu tiền Việt Nam, bao ship toàn quốc.
hôm nay gặp bác bán hai cái bộ bình gốm này rất là vui luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, mình ưng nhất là cái bộ này này. Bộ này thì quay tiếp và báo giá về tận Việt Nam cho cô chú các bạn một siêu phẩm. Đây cũng bán cả bộ nhá. Bộ này cũng cả bộ gồm hai bình và một đĩa. Đấy, thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết, sau đó mình báo giá về tận Việt Nam. Một bình, hai bình và một đĩa phía giữa. Bộ này bên ngoài thì nhìn vô cùng đẹp, trang nhã, hài hòa và cực kỳ sang trọng. Tổng cao của chiếc bình là khoảng hơn 30cm, hơn 30cm. Với những hoa văn họa tiết vô cùng tinh xảo, vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Anh em quan sát kỹ rồi mình ấy, càng nhìn càng thấy thích luôn. Những hoa văn họa tiết nhỏ nhất, kể cả những chi tiết nhỏ nhất như con bướm này, chỉ bằng đầu móng tay nhưng vô cùng sắc sảo. Đây là một dòng gốm sứ Yamaji Japan, nổi tiếng tại Japan. Đấy, chiếc bên đây thế này, bây giờ quay tiếp bên đây để cô chú các bạn cùng quan sát thật kỹ chi tiết. Sau đó mình báo giá một bộ này về. Anh em nào hữu duyên xem được video này sớm thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. Anh em quan sát kỹ nhé, với những hoa văn họa tiết vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Bộ này mà trưng bày trong phòng khách thì nó toát lên vẻ cực kỳ sang trọng và lạ độc. Hoa văn họa tiết và màu sắc cực kỳ hài hòa luôn. Yamaji Japan, dòng gốm sứ quá nổi tiếng tại Nhật Bản. Bộ này mà bác chủ cũ bác ấy đang chơi rất là mới luôn. Đang chơi nhưng mà rất là mới luôn, rất đẹp luôn. Đây anh em thấy quan sát này, màu sắc rất tương đồng và hài hòa. Chung là người Nhật, những người lớn tuổi người ta chơi gốm, người ta chơi bất kể cái gì cực kỳ tinh tế luôn anh em. Rất là tinh tế luôn, với những thế hệ vàng của người Nhật ấy, thế hệ cũ, thế hệ của các bác 70-80 tuổi chơi cực kỳ kỹ luôn. Đấy, đây là một chiếc đĩa vanh khoảng gần 40cm anh chị em nhé. Đường kính khoảng gần 40cm, khoảng 40cm, 39,5 thì đúng hơn. Đấy, đây là một cảnh quay từ trên nhìn xuống dưới một dòng suối, dưới gốc cây tùng, nhìn những dòng suối thì có đôi cá chép. Cực kỳ chất lượng, tinh xảo. Nói chung là bộ này sáng loáng luôn anh chị em, không một tí vết nào nhé. Đấy, bộ này về tận Việt Nam 11.500.000 đồng, bao ship toàn quốc, bao vỡ toàn cầu. Anh chị em nào hữu duyên xem được video này thì nhanh chóng chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo. Cách mua hàng rất đơn giản thôi, em chuyển khoản tại Việt Nam, sau đó mình gửi hàng về tận Việt Nam. Đấy, bộ 3 nhá, không bán lẻ anh chị em nhá, bán một bộ luôn, một cụm này luôn. 11.500.000 đồng, bao ship toàn quốc. Đấy, đây là một cực phẩm mà anh em tiện bày trong không gian phòng khách nhà mình, hay em có thể làm quà tặng được, quà tặng sếp cũng được. Quá tuyệt vời luôn. Đảm bảo anh em này chơi không bao giờ biết chán, riêng bộ này chơi không bao giờ biết chán luôn, càng nhìn càng thấy đẹp. 11.500.000 đồng, bao ship toàn quốc. Đấy, kế tiếp thì xin giới thiệu cho cô chú bạn một cực phẩm đồng hồ Seiko. Đây là những chiếc đồng hồ mà chính phủ Nhật đặt của hãng để tặng cho những người có công lao với đất nước. Những dòng này không bán trên thị trường nhé. Dòng này dòng của chính phủ tặng những người có công, những người lập thành tích tốt trong lao động và học tập tại Nhật Bản, hoặc là những người có công lớn với đất nước. Chiếc này thì được chế tác bằng đá cẩm thạch, bên dưới là có vương miện xoay đảo chiều. Đấy, đá cẩm thạch ốp trên ốp dưới, tổng trọng lượng cái này là hơn chục kg nhé, gần 12 kg, pha lê dày gần 5cm. Đấy, chiếc này thì một năm cũng may mắn gặp được vài chiếc thôi. Một chiếc đồng hồ này về tận Việt Nam là 18 triệu tiền Việt Nam nhé. 18 triệu bao ship toàn quốc ạ.
Anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh lại màn hình, sau đó gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Phun đá và đá cẩm thạch và pha lê anh chị em nhé, trong suốt luôn. Con này chạy pin anh chị em nhé, đặc biệt nó có đồ chuông, 6 bản nhạc chuông, 6 bản nhạc thính phòng để cô chú anh bạn cùng lựa chọn. Tổng cao hơn 30cm và chiều ngang 25cm. Giá về tận Việt Nam 18 triệu tiền Việt Nam một chiếc. Hàng VIP Pro luôn. Đấy, hàng ngày hàng tuần mình lang thang tại các trung tâm thương mại đồ cũ nhưng mà hay gặp những món đồ cực khủng mà cực kỳ đẹp. Clip này thì hôm nay mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loa Hay TV xin chân thành cảm ơn cô chú bạn đã đăng ký theo dõi và ủng hộ trong suốt những năm vừa qua. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu.